chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô khế nha chị, khế chua ha. Đó, khế chua. Cây này thì nó nhỏ thôi nhưng mà em lựa từng cây. Do đó cây rất là quái ha. Đó. Là khế chua siêu trái luôn ha, bao trái chua luôn ha. Gốc hay là nhánh đều giờ chu trái chua hết nha anh chị. Đó, này là ghép ngay chân ra đầu để mình dễ làm ha anh chị. Đó. Cây khá là đẹp luôn nè. Đó, quái lắm ha anh chị. Rồi cây mã số đầu tiên là 62, em đo cái nhánh này thôi nha anh chị. Vành 12. Vành 12. Chiều cao 36. Chiều cao 36. Đường kính bầu 25. Rồi này khi vận chuyển em không có ship chậu anh chị. Này không ship chậu. Thứ hai nữa là khi vận chuyển xa đó, lá này bị vàng gì nè anh chị. Đó, vàng cái nó rụng lá rồi nó đâm chậu mới rồi ha. Này dễ lắm ha anh chị. Loại này cực kỳ dễ luôn. Sống khỏe thường chậu anh chị yên tâm ha. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 thôi. Bao ship luôn ha. Này cây nhỏ nhưng mà em lựa từng cây rất là khéo anh chị. Mã số là 62. Tiếp theo mã số 63. Đó, chị coi nè, cây nào cũng đế thú luôn ha. Khéo khéo không à. Vô một nước trơn rồi. Này về chị dằn nước rồi chơi liền ha. Quanh 17. Quanh 17. Chiều cao 33. Chiều cao 33. Mã số 63. Rồi cái này 500.000 thôi chị. Bao ship luôn chị. Mã số 63. Rồi tiếp theo mã số 64. Ồ cái cũ nè chị, coi cái cũ nè. Quá trời cũ đẹp ha. Cây đẹp lắm nè chị. Vành 13. Vành 13. Trái chua nghe chị. Chiều cao 32. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 600.000 ha. Bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Đó, em lựa cây nào cũng có đế cũ vậy cho nghe chị. Đó, mình về dễ chơi ha. Vành 12. Chiều cao 42. Tàng này anh chị về nằm dặn nước dây để mình chơi rồi. Mã số 65, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 550 ha. À, khế chua ha, bảo hành luôn ha, sai trái giữ gần luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 66. 66, khi vận chuyển xa lá nó gì nè, tại nó không có ánh nắng á, nó bị hay bị vàng lá. Nó rụng lên lá mới thôi. Quanh 14 rưỡi. Quanh 14 rưỡi. Chiều cao 34. Đó, anh chị coi nè, cũ đế luôn nè ha. Rồi 66 cũng 600.000 chị, bao ship tặng nhà luôn ha. Khế chua bảo hành luôn nha chị. Rồi tiếp theo. Mã số 67. 67. Quá trời cũ đẹp chị. Quanh 14 rưỡi. Quanh 14 rưỡi. Chiều cao 38. 67. Rồi cây này cũng 600.000 chị, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 68. Ồ cây này cũng chà bá luôn nè chị. Rồi cái này 650 anh chị. Cũng rất mã là đẹp. Số 68. Rồi tiếp theo. Mã số 69. Ồ hồi cũ. Rất là quái luôn nghe chị. Quanh 14. Chiều cao 25. Mã rồi. Số 69. Rồi cây này thì em để cho anh chị cũng 600.000 thôi, bao ship. Để rất là đẹp. Rồi tiếp theo. Mã số 70. Ồ, cũ chà bá luôn nghe chị. Quanh 19. Chiều cao 30. Rồi cây này giao luôn chị 600.000, bao ship luôn. Mã số 70. Rồi tiếp theo. Mã số 13. Mã số 13. Cây này cũng một cụm liền luôn nghe cô chú anh chị. Khế gần ha. Trái chua nghe anh chị. Tổng hoành là 58. Tổng hoành 58, đế cũng rất là đẹp nè anh chị. Hoành cây thân này là 21. Hoành thân lớn là 21. Chiều cao 66. Chiều cao 66. Đường kính bầu 34. Mã số 13. Rồi cây này giao luôn chị 1.3 triệu luôn chị ơi. Bao ship tặng nhà luôn ha. Khế gân nha chị, trái chua ha. Rồi tiếp theo. Mã số 14. Cây này tông cao nha chị. Rồi hoành luôn em ơi. Bệ đế khá đẹp. Hoành thân của nó là 21. Hoành thân 21. Chiều cao 90. Này dáng văn nhân luôn nha chị. Đường kính bầu 26. Đó, mã số 9. Mã số mấy? Mã số 14. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 500.000 ha, bao ship tặng nhà. Mã số 16. Mã số 16. Hoành 24. Chiều cao 49. Đường kính bầu 25. Bệ nè.
Mã số 16. Rồi cây này thì để của chú anh chị mình là 500 ngàn ha, bao ship tặng nhà. Mã số 17. Mã số 17. Cây này quái lắm nha anh chị. Đó, quái dị cana ha. Già cây. Quanh 16 rưỡi. Chiều cao 24. Đường kính bầu 23. Quá dị luôn. Rồi cái này hữu nghị 350, bao ship luôn. Mã số 17. Mã số 17 thì bao già như trái cà luôn. Đó. Quanh 26. Quanh 26. Chiều cao 59. Đường kính bầu 37. Già chị ơi. Mã số 19. Rồi cái này 900 ngàn, bao ship tặng nhà luôn nha anh chị. Già lắm già ha anh chị. Mã số 20. Đó. Mấy khế găng này trái chua nha chị, mà cây nó già, cây nó nu cục luôn ha. Quanh 24. Quanh 24. Chiều cao 61. Chiều cao 61. Đường kính bầu 35. Mã số 20. Rồi cây này thì em để hữu nghị cho cô chú anh chị mình là 700 ngàn thôi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo mã số 21. Cây này dáng bay anh chị. Này dịnh dịnh đi nè, cỡ này này dáng bay. Đó, 21. Này dáng bay rất là quái luôn. Quanh 18. Quanh 18. Cành bay 70. Đường kính bầu 21. Cái mấy cây này về anh chị trộn sơ dừa với cát trồng là dễ sống lắm nha anh chị. Mã số 21. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 ngàn thôi, bao ship luôn ha. Cây đẹp lắm nha chị. Mã số 22. 22. Đó. Này được lưu cái găng đẹp. Quanh 27. Quanh 27. Chiều cao 41. Đường kính bầu 27. Rồi cây này giao lưu với anh chị là 550 ngàn, bao ship luôn. Mã số 23. Mã số 23. Mã số 23. Quanh 14. Chiều cao 44. Đường kính bầu 18. Rồi này để rẻ anh chị 150 là gì? Bao ship luôn. Mã số 23. Mã số 23 ha. Mã số 24. Cái này già. Hai cái này liền bể nhau nha anh chị. Liền lạc nhau luôn ha. Già nu cục luôn. Cái này quá đẹp chị. Quanh thân chỗ này là 20. Quanh thân 20. Tổng quanh chỗ này là 68. Chiều cao 65. Đường kính bầu 38. Để em quay lại đế cho chị xem nè. Đó. Để quá trời đế luôn ha. Rồi cái này giao luôn chị 1,2 triệu thôi, bao ship tặng nhà. Mã số 24. Tiếp theo là mã số 25. Quanh 17. Chiều cao 64. Đường kính bầu 30. Rồi mã số 25. Cây này giao lưu anh chị là 450 này, bao ship luôn. Mã số 26. Cây này bệ. Ồ. Già cây bao già luôn. Quanh 24. Quanh 24. Chiều cao 62. Chiều cao 62. Đường kính bầu 33. Mã số 26. Rồi cái này giao luôn chị 1,2 triệu luôn chị, bao ship tặng nhà luôn. Mã số 27. Mã số 27. Quanh 19. Quanh 19. Chiều cao 67. Chiều cao 67. Đường kính bầu 24. Mã số. Mã số 27. Rồi cây này giao lưu với anh chị là, rồi để rẻ anh chị 350 thôi. Cây này đẹp ha, 350. Rồi tiếp theo 28. Quanh 19. Quanh 19. Chiều cao 70. Chiều cao 70. Đường kính bầu 28.
Đế cũng khá đẹp nha anh chị. Mã số? Mã số 28. Rồi cái này 400 ngàn, bao ship. Mã số 29. Mã số 29. Cây này có cái nhánh văn nhân, mình chơi văn nhân nha anh chị. Nó già dữ lắm, già luôn kìa. Vành 25. Vành 25. Chiều cao 63. Chiều cao 63. Đường kính bầu 25. Rồi cái này 500 ngàn chị ơi. 29, mã số 29. Mã số 30. Mã số 30. Vành 22. Chiều cao 64. Đường kính bầu 28. Rồi cái này 400 ngàn. Mã số 30. Mã số 31. Mã số 31. Cái găng này trái xum xê, trái dữ lắm trái nha. Mà trái nó chua lắm nha chị. Này cây này cũng quái lắm nè. Quanh 15. Chiều cao 33. Mã số 31. Đường kính bầu 20. Rồi cây này giao luôn chị 350. Này khi găng nha. Cái này khi găng có con cây đó khế chua. Khi găng trái chua luôn. Mà cái cây kia gốc khế chua mình bình thường. Quanh 18. Chiều cao 42. Đường kính bầu 25. Mã số 34. Rồi cây này thì giao luôn chị 350 luôn, để rẻ chị chơi luôn. 350 bao ship luôn nha chị. Mã số 35. Ôi ôi cây này nó quái, nó nù cả già chị ơi. Bao già luôn ha. Quanh đó là 41. Quanh 41. Quanh thân 22. Chiều cao 46. Đường kính bầu 30. Ồ nó già nù. Cục. Rồi cái này giao lưu anh chị là 1.400.000 anh chị, bao ship tận nhà luôn. Mã số 35. 35. Mã số 36. Mã số 36. Ồ, cái này đế đẹp đó nè chị. Coi nè, đế đều gan bốn mặt luôn, giống như sắp vậy. Cây lắc lượng luôn. Quanh 21. Chiều cao 61. Đường kính bầu 28. Rồi cái này 450 đó anh chị, bao ship. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. Cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán cái lưỡi 80.000 em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được.
rất là ok ha, gọi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được này ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú chị. Này rất là dày nha cô chú chị. Nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình á. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh giờ băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tận nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bán nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây, em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chú anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha của anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mắt nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ cho cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha, em bao ship tặng nha cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị, cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè, đây. Đó. Đó,
hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Uống cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha cô chú anh chị. Đó, lô này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì...